Tuấn Vĩ xin chào các cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay thì Tuấn Vĩ và anh Tám sẽ cập nhật đến cho quý vị và các bạn chúng ta hoàn cảnh của chú Ba Đồng. Thì chú Ba Đồng là cái chú mà bị cụt một cánh tay và một cái chân đó quý vị. Thì trong mùa Covid này thì Tuấn Vĩ cũng không biết làm gì hơn là nhờ người đến trực tiếp ở bên nhà chú Ba Đồng, bởi vì bản thân Tuấn Vĩ thì bị cách ly, Tuấn Vĩ không có đi được. Nên là Tuấn Vĩ nhờ anh Tám qua thăm chú Ba Đồng và thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao tiền cho chú Ba Đồng để chú có tiền trang trải trong mùa dịch. Bản thân chú thì đã cụt tay cụt chân, đã không làm ra tiền rồi mà còn cộng thêm cái mùa dịch Covid này thì chú lại càng khó khăn hơn. Nên là Tuấn Vĩ có nhận được 2 triệu rưỡi và Tuấn Vĩ có cho chú thêm 500 ngàn tiền của Tuấn Vĩ nữa, là thành là 3 triệu đồng. Trong 2 triệu rưỡi đó thì của chị Kim Yến 500 ngàn, rồi của anh Tâm ở Sài Gòn 1 triệu và của một người giấu tên 1 triệu. Bên cạnh đó thì chị Hoa ở Pháp là Mạnh Thường Quân chánh, chị có hứa là bữa nào chú Ba Đồng mà đi khám bệnh được đó thì chị sẽ tài trợ cho làm tay và làm chân. Nên là đây cũng là một cái tin vui cho chú, nên là cũng mong bớt dịch đi rồi chú đi khám bệnh, rồi chị Hoa ở bên Pháp sẽ tài trợ cho chú cái tay và cái chân. Thì chị Hoa là hôm trước có hỗ trợ cho gia đình nhà em giàu cất nhà là tài trợ chính đó quý vị, là chị Hoa, rất là biết ơn tới chị Hoa cũng như là các nhà hảo tâm đã quan tâm và giúp đỡ cho chú Ba Đồng. Thì câu chuyện của chú Ba Đồng là cũng là một câu chuyện mà Tuấn Vĩ cũng mừng hụt. Nghĩa là nghe đâu trước đó đó thì khi Tuấn Vĩ đăng tải cái hoàn cảnh của chú lên thì có một cô đó là tình nguyện đến sống với chú để chăm sóc cho chú. Thì nghe cũng rất là mừng, Tuấn Vĩ chưa kịp đến ghi nhận thì hình như nay chị cũng không ở đó nữa. Thì mời các cô chú và các anh chị chúng ta giờ đây gặp lại anh Tám và chú Ba Đồng coi tình hình ở bên kia ra sao, và mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ nha. Dạ, quay ngược lại đi anh, lộn đầu rồi. Lộn đầu rồi. Dạ ok, đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh vô đi cho em gặp chú Ba một chút. Dạ. À, thưa quý vị, hôm nay thì Tuấn Vĩ nhờ anh Tám là đến nhà của chú Ba Đồng, là chú bị cụt một tay một chân đó quý vị. Thì cũng cũng vì là lý do là đang dịch bệnh nên là Tuấn Vĩ không có rời khỏi cái địa phương nơi mình cư trú. Và phải thực hiện theo đúng cái chỉ thị của nhà nước. Thì nay anh Tám có đi qua bên chú Ba Đồng, nhờ anh Tám qua đó để gửi cho chú Ba ít tiền để chú Ba xài trong cái mùa dịch. Dạ lộn ngược đầu rồi anh Tám ơi, lộn ngược đầu rồi. Ngược 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 trở lại đi anh Tám. Ngược đầu trở lại đi anh Tám. Dạ. Dạ đúng rồi. Vậy mà sao bên ông nhìn thấy ông ngủ vậy nè, hiểu chưa, cả hiểu chưa, thấy ngủ bên ông ngủ đó. Dạ được rồi, anh rõ chạy được rồi. Dạ chào chào chú Ba. Dạ rồi, chào chú Ba, Tư Vĩ chào ông này. dạ 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 chú Ba khỏe không? Dạ nghe nói có tin vui, có tình yêu mới hả chú Ba? có đi rồi. Ủa sao có mà đi rồi? Ờ, trời ơi, tưởng đâu là có người chăm sóc cũng đỡ, rồi cuối cùng này không có thành hả chú Ba? À, đi rồi có trở lại không? Vậy là để bữa nào là con hát cho chú Ba nghe bài Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về nha. Dạ yeah. Rồi anh Tám rọi xa xa ra một chút em coi cái tay cái chân của chú Ba lại cái coi. À, cái chân hôm nay không có đi dạ hình như hôm bữa có một cũng có một cái giò giả phải không? Do có mùa Covid này hôm nay là đâu có đi ấy được, ổng như vậy để vậy không hả, Dạ. chưa có gáp được, chưa có đo đưa, chưa đi lên bệnh viện được nữa. À chứ không phải hôm bữa không phải có cái giò mủ hả?
cái tó ha, hình như hôm bữa có cái tó mà bây giờ cái tay cũng đâu có đâu, chống chống tó cũng chống tay sao chống được. Bỏ không ai bỏ còn không ai nhắc đi đấy. Dạ. Lấy ghế cầm nhắc đi. Rồi anh Tám đi ra ngoài sân cho chú Ba di chuyển ra ngoài sân cho em coi cái đi lại giúp cho cô chú coi coi cái sự di chuyển của chú Ba làm sao. Dạ dạ. Dạ anh Tám đi xa ra một chút xíu anh Tám. Anh Tám đi xa ra một chút. Dạ. Anh Tám đi xa ra một chút đi anh Tám. Đi xa ra một chút. Dạ, vậy là di chuyển bằng cái ghế. Dạ. Dạ. Dạ, anh Tám lấy cái ghế ngồi đó đi anh Tám. Anh Tám lấy ghế ngồi đó trò chuyện với anh Ba, chú Ba. Anh Tám lấy ghế ngồi cho nó khỏe. Dạ dạ được rồi. Dạ. Rồi không về tình hình này rồi ông cho thấy mình cũng không khỏe không? Có thuốc đồ uống đều đặn không? Ừ. Đó mình mới ra thuốc kiểu nữa. Vậy ha. Dạ. Có thuốc uống là lại ra chứ để chết à. Để chết. Còn đến đây hả? Ừ, phải có thuốc còn thuốc uống rồi. Thuốc thì dùng lại. Dạ. Rồi nha. Chú nói chuyện gì với chú Vĩ nè, chú Vĩ cũng hỏi thăm tại lúc giờ do cái giãn cách xã hội chú Vĩ không qua được, nhờ tôi tới đây để mà làm cầu nối để tới thay mặt cho bà con gửi quà cho ông để mà hỗ trợ trong cái mùa dịch này để mua thuốc men rồi mua lương thực để ăn, không biết mùa dịch nó còn kéo dài tới bao lâu nữa. Ủa anh Tám quay camera trước hay camera sau vậy? Bấm trước hay bấm sau? Ủa cái màn hình bên chú Ba, bên chú Ba hay là màn hình bên bên anh Tám? Mất sóng. Để thú vị gọi lại. Đó thưa quý vị, hôm nay phải nhờ anh Tám đi đến để tiếp tế cho các cái hoàn cảnh ở bên đó. Về Tuấn Vĩ thì bị cách ly theo chỉ thị đâu không có đi được. Đây là cũng nằm trong cái khu vực phong tỏa quý vị. Rồi. Vậy được chưa? Vậy đúng không? Anh gõ lên cái màn hình á, anh gõ lên cái màn hình thì anh có cái thấy cái vòng xoay đó, đúng rồi vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi vậy nó vừa nè, chú nói chuyện với chú Ba đi. Dạ, dạ. Rồi thưa chú Ba là nay á thì con thấy cái tình hình ở bên đó là cũng cách ly giống như bao nhiêu người khác, bên cạnh đó nữa thì chú bị tật nguyền như vậy rồi cũng không có cái sự mà không có tiền để mà sinh hoạt đó chú, thì con nhờ anh Tám là đi qua bên bên đó là thay mặt cho Mạnh Thường Quân là hỗ trợ cho chú Ba là 2,5 triệu. Thì 2,5 triệu này là của ba nhà hảo tâm, là của chị Kim Yến 500.000 nè, rồi của anh Tâm ở Sài Gòn 1 triệu, và của một người giấu tên 1 triệu, thì tổng cộng là 2,5 triệu. 2,5 triệu rồi giờ con cho thêm chú 500.000 nữa cho đầy 3 triệu nha chú. Thì để chú có tiền chú sinh hoạt trong cái mùa dịch nha chú. Dạ. Bên cạnh đó nữa đó chú, thì là có chị Hoa ở Pháp, là chị Hoa cũng muốn hỗ trợ cho chú là có cái tiền để mà làm cái tay với cái chân đó, làm cái tay giả với chân giả, nhưng mà cũng do dịch bệnh nên là không thấy chú triển khai. Nên là khi nào triển khai đó thì chú cho con hay để con báo lại với chị Hoa. Thì chị nói nếu nhiều thì không biết, nhưng mà tầm khoảng chừng 40-50 triệu á thì chị lo được. Còn nếu ví dụ như nhiều hơn nữa thì cái chuyện đó thì chị cũng không biết là ở bên đây là bệnh viện người ta trả lời ra sao. Hôm trước thì cũng có hỏi anh Tám, nhưng mà anh Tám cũng nói rằng là cái điều này là phải lên bệnh viện để khám thì mới có cái sự trả lời của bên bệnh viện mới biết được cái số tiền. Nhưng mà đối với chị Hoa thì chị nói đó là khoảng 40-50 triệu thì chị lo được.
Còn nếu mà có nhiều hơn nữa thì là cái việc đó thì phải tính lại và có thể là nhờ thêm mạnh thường quân khác nữa. Đó thì là bữa nào mà bớt dịch đó mà chú mà có đi á, bữa nào bớt dịch mà chú có đi mà đi khám được cái việc này á, thì chị Hoa chị sẽ hỗ trợ cho chú cái tầm tiền khoảng 40-50 triệu gì đó để làm cái tay cái chân. Dạ. Mà chú ba có ước tính được khoảng là bao nhiêu không? Mất sóng. À, thưa quý vị là cái khu vực của chú ba là bị mất sóng bởi vì ở trong vùng sâu quý vị, trong vùng sâu vùng xa. Nói chung là không có trực tiếp được quý vị nên là phải Tuấn Vĩ mới ngủ dậy nên Tuấn Vĩ chưa có mặc đồ đàng hoàng nên mong quý vị thông cảm. Sao máy nó tắt hoài à? Dạ em nghĩ là máy anh máy dởm đó anh Tám ơi. Máy dỗm đúng rồi. Cái cục bắp mà. Chẳng máy anh Tám máy dởm. Dạ thưa chú ba là con đang hỏi vợ vợ là chú ba có ước tính được khoảng là bao nhiêu không, có nghe ngóng được không? Tính hết từ cái tay và cái chân luôn á, chừng 20 là mấy à? Ồ vậy thôi á hả chú? Vậy tốt quá. Dạ nhưng mà làm cũng làm cái nó tốt tốt một chút xíu nha chú ba, còn mà mình làm cái dởm quá thì sợ về thì không có ấy được á, sợ về thì không biết có xài được không, sợ nắm cái này cái kia thì không biết có nắm được không. Thì lúc đó thì tôi nằm bên trên chợ Rẫy, bên trung tâm cái quận 3 của thành phố, cái chợ Rẫy bên trung tâm điển hình đó, thì thấy nó mần đó, thì mình thấy tôi họp mình hỏi người ta vậy đó, thì người ta nói vậy chứ mình cũng không có dành không nữa. Vậy là cũng có hỏi dò dò người ta rồi ha. Vậy thì cũng cũng mong là bữa nào bớt dịch đó chú ba tiến hành đi rồi chị Hoa chị sẽ gửi tiền về. Còn bây giờ tạm thời trước mắt là chú cầm 3 triệu nha chú nha, là của Mạnh Thường Quân là 2,5 triệu và con gửi thêm chú 500 nữa để chú có tiền chú xài nha chú ha. Chú mua gạo. Thì em ra thì chú nói cũng em cảm ơn chú vậy cảm ơn bà con, cảm Không có ơn gì. rất là cảm ơn bà con ấy, là bên Mạnh Quân á, cảm ơn giúp đỡ tôi về cũng cảm ơn. Rồi. Đây chú nhận tiền của chú Hủy gửi đó, 3 triệu đồng. Rồi rồi đi chợ búa này kia rồi ai lo cho chú ba, ai ai đi chợ cho. Cho đứa em á, với đứa cháu nó đi chợ gửi mua đồ ăn. Gửi cho nó ha. Vậy rồi còn cái chuyện tình duyên đó, còn cái chuyện tình duyên thì chú ba có hôm bữa thì làm sao mà chú ba quen cái người đó, chú ba kể con nghe coi. Vì em nói chú lên đó, chú lên đây truyền hình đó, ta coi cái đó là cho ta thấy mình được ta thương á. Vậy là hôm bữa là con đăng cái đó lên rồi hình như con có đăng số điện thoại của chú ba lên đúng không? Mấy biết số tôi mấy điện cho tôi đó. Rồi sau đó rồi điện cho chú ba rồi đôi bên hẹn hò nhau rồi chị đó tới nhà cô đó tới nhà chú ba. Rồi tới đó thì ở được bao lâu? Ở được nửa tháng. Mà cô đó thì ở đâu chú ba, nhà ở đâu? Nói nhà thì ở dưới Cà Mau mà đi mập thì nó mướn nhà trọ trên ở Vũng Tàu á. Vậy rồi trong cái thời gian nửa tháng đó thì hai bên sống có vui vẻ không? Sắp đây thì được mà điều nó không có
cơ sở gì mà nên đó rồi để cho chết nó buôn bán rồi chết nó dễ hơn ở đây. À vậy thì có nghĩa là ở không rồi thấy buồn rồi chị thấy chị thấy không có cái việc làm thì chị buồn thì chị đi. Yeah. Rồi khi đi thì có hứa hẹn trở lại hoặc này hay là tạm biệt này kia không? Yeah, không nói gì hết. Chắc gì luôn chưa chút này không có giờ trở gì mà ở đâu thì chịu không nổi. À vậy thì khi đi thì đôi bên không có chào tạm biệt nhau hả? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Rì trong cuộc sống không có vui vẻ hay sao mà đi rồi không tạm biệt nhau? Rồi tạm biệt rồi bắt công anh. Nóng níu nữa bắt công anh mệt. À tạm biệt rồi sợ bệnh rỉnh này kia ha. Nữa đúng rồi. Thưa quý vị là Tuấn Vị nghĩ là do sóng yếu, Tuấn Vị nói giỡn với anh Tám là máy giỡn. Tuấn Vị nói giỡn với anh Tám là máy giỡn chứ đúng do là ở bên đó sóng nó yếu. Đang nói chuyện dở thì nó bị mất sóng đó chú ba. Dạ. Rồi con muốn hỏi chú ba là vậy thì người đó bỏ đi vậy rồi chú ba có mong người đó trở lại không? Dạ cũng tích mong trở lại ăn cơm nước rồi với đồ đạc đồ của mình để cho dạ chung đồ trong nhà chứ để một mình thì dò cản đi không được rết không à. Dạ vậy thì cái lúc mà chị đó cô đó về sống với chú ba vui không? Vui chứ. mừng không? Thì lúc mới về thì mừng người cha với mặt cha cũng còn mừng mà tích cho thôi đi sao mình cũng buồn. À dạ vậy là gọi là cái niềm vui không trọn vẹn hết chú ba ha. Dạ. Mà cái cô đó ngoại hình sao đẹp không? Dạ cũng là được chứ không có đẹp gì luôn. À cũng được ha. Dạ vì thì vợ cháu là vợ mình rồi cho đẹp đi vợ người ta đó. Vậy là người ta có câu vậy nè, người ta có câu á là vợ đẹp là vợ người ta, đùi to dạ. Chân ngắn mới là vợ anh. Dạ. Vậy thì nói chơi vui vậy thôi chứ nếu mà tình cảnh như chú ba đó thì nếu có người chăm sóc bên cạnh thì cũng là cái điều tốt, nhưng mà có một cái á, thì cái duyên cái số mà cái đó cũng không có nói trước được, mà ai thương thì ở với chú ba, còn nếu không thương thì cái điều đó mình cũng không bắt buộc được người ta. Và cái đó là cái tình nguyện thôi. Con thì con cũng nghe anh Tám báo tin vui, mà cuối cùng rồi chưa kịp vui thì đã đón nhận tin không vui rồi. Hôm bữa anh Tám nghe nói vậy, anh Tám nói là bữa nào để làm MC đúng không anh Tám? Dạ, tôi làm MC đám cưới với ổng đây chưa kịp rồi. Thôi giờ để tùy duyên mai mốt mà có cô nào thương ổng thì kết nối để cho anh em mình gặp đây chung vui chúc mừng cho ổng. Tuổi già hủ hỉ được chứ. Dạ. Vừa hủ hỉ vừa hú hí luôn nữa. Dạ. Mà cũng không biết sao mà cô đó thì chắc là cũng suy nghĩ chưa có chín chắn hay sao, chứ đem cái niềm vui đến cho chú ba xong lại lấy đi cái niềm vui của chú, thấy cũng tội nghiệp, thà như không có ngay từ đầu đi cho nó rồi. Yeah. Rồi bây giờ còn mấy đứa con. Dạ. Yeah. Ủa đi với mấy đứa con nhỏ xuống đây đúng không? Có. Mấy tuổi? 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Ồ, vậy hả? Yeah. Ừ. Vậy là cô đi xuống rồi còn có đứa con nhỏ 6 7 tuổi gì đi theo. Ừ. Dạ. Yeah. 6 tuổi. Dạ. Yeah. Thật ra đó thì cái chuyện của chú ba đó thì là con không có
không có trực tiếp làm việc với cô đó, mà con chỉ có nghe anh Tám nói lại thôi. Thì nếu mà gặp được người tốt và thuận buồm xuôi gió thì cũng mừng cho chú. Còn ngược lại mà không được như ý và đem lại cái buồn cho chú thì cũng cũng mong chú sớm vượt qua cái nỗi buồn đó và xem như chưa từng gặp cho đỡ buồn. Chưa có hết bận này đi nữa rồi là buồn thêm đó. Rồi vậy con chúc sức khỏe chú ba nha. Rồi bữa nào có dịp mà bớt dịch đó thì con sẽ trực tiếp xuống đó để thăm chú ba. Cảm ơn chú. Rồi vậy nha chú ba nha. Rồi, rồi cảm ơn anh Tám nhiều. Anh Tám đã bỏ thời gian đến đó để mà giúp đỡ cho chú ba. Không có gì chú, giúp nhau mà. Rồi ok nha chú nha, anh Tám nha. Rồi bây giờ anh Tám tính đi qua qua ông Ba Nhang phải không anh Ba Nhang, giờ tới ông Ba Nhang Tám? rồi. Rồi ok. Rồi em thì em còn áy náy một việc là hôm trước em tới ở chỗ ông Ba Nhang đó thì là em có mua cái gì gọi là ngũ cốc. Em có mua ngũ cốc mà em cũng hổng rành nữa cho nên là em kêu Ba Nhang là pha pha nước lạnh. Vậy cái bà con cộng đồng ai cũng kêu trời hết trơn, nói trời ơi làm vậy ông Ba Nhang đau bụng chắc chết. Mà từ hôm đó đến nay đó là em cũng không có liên lạc được với bên bên ông Ba Nhang. Rồi không biết rồi ông Ba Nhang có mệnh hệ gì không sau khi uống cái ngũ cốc đó, không biết có đau bụng không. Không biết mà hoặc bà con ở đây ta cũng chỉ ổng làm mà đúng mà để ra hỏi Nên là nay nay anh Tám qua bển rồi nhớ lưu ý hồi nữa hỏi em cái việc đó là có mệnh hệ gì không. Rồi ok vậy anh Tám qua bên đó rồi mình gặp lại nha anh Tám nha, mình sẽ nói chuyện ở bên ông Ba Nhang nha. rồi mười Rồi phút nữa tới nha, 10 phút nữa gọi lại. ok anh. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chào anh, chào Cảm ơn chú. chú nha. Rồi chào chú. Giúp đỡ cho tôi nhé. Cảm ơn rồi, với bên bên mạnh quân rồi cô bác anh em là bảo vệ giúp tôi cũng cảm ơn. Rồi chào chú. Bye bye. Rồi chào anh Tám. Cảm ơn anh Tám. Rồi rồi Rồi. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa gặp gỡ qua hoàn cảnh của chú Ba Đồng. Thì quý vị thấy đó, bây giờ thì Tuấn Vĩ đang còn bị phong tỏa, khu vực ở Tuấn Vĩ là bị phong tỏa không có ra được khỏi nhà, nên Tuấn Vĩ cũng kiếm cách để mà giúp đỡ cho bà con. Rất là may khi mà anh Tám là người ở gần ở đó nên anh Tám còn xin được địa phương để mà đi qua lại để mà trao quà cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Chứ nếu không thì một mình Tuấn Vĩ ở đây thì cũng không có thể nào mà đến đó để mà trao quà được. Nên là rất là cảm ơn anh Tám rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin chúc cho quý vị luôn an toàn trong mùa dịch nha quý vị nha. Bye bye quý vị.